Zanara xuống sắc nghiêm trọng khiến fan tá hỏa, còn đâu mỹ nhân hách tuổi ngày nào? Zanara nổi tiếng là thánh hách tuổi của K-pop, đã 40 tuổi nhưng cô vẫn sở hữu gương mặt ngây thơ trẻ trung như mới đôi 10. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đình đám cũng thường xuyên khoe nhan sắc xinh đẹp của mình. Thế nhưng bức ảnh selfie mặt mộc mới nhất đã vô tình bóc trần nhan sắc thật của người đẹp. Trong bức ảnh mới nhất được đăng tải, cô đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen và mặc áo phông tối màu. Nữ diễn viên lộ rõ các dấu hiệu tuổi tác từ đôi mắt lờ đờ, bọng mắt to cùng các nếp nhăn trên gương mặt. Vẻ ngoài của Zanara khiến người hâm mộ tá hỏa, bởi trước đó các hình ảnh cô đăng đều khoe trọn khuôn mặt trẻ thơ, làn da căng bóng. Nhiều người nhận xét Zanara đã xuống sắc trầm trọng. Zanara sinh năm 1981, hoạt động trong làng giải trí từ năm 2001, nhưng sau 20 năm, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, tươi tắn và ngây thơ. Tuy nhiên gần đây, nữ diễn viên đã có những dấu hiệu lão hóa rõ ràng. Người hâm mộ cho rằng đây là hậu quả của việc nữ diễn viên đã giảm cân quá đà và hy vọng cô có thể nhanh chóng lấy lại vẻ ngoài trẻ trung trước đây. Tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Bất động sản trừ tà Sell Your Haunted House. Vào tháng 5 năm 2021, Zanara được người hâm mộ khen xinh như đôi mươi dù đã 40 tuổi. Trong bức hình hậu trường của đoàn phim đăng trên Instagram tháng 6, nữ diễn viên thu hút sự chú ý khi để mặt mộc. Bạn diễn kém cô 8 tuổi, Jung Song Hwa nói, biết là chị ấy trông rất trẻ nhưng khi gặp nhau tại trường quay tôi vẫn bất ngờ. Các đồng nghiệp khác như Lee San Jun, Lee Chung A từng cho biết họ ghen tị với làn da căng miệng không nếp nhăn của cô. Truyền thông Hàn gọi cô là mỹ nhân không tuổi, gương mặt trẻ thơ. Tuy nhận nhiều lời khen, Zanara không xem ngoại hình là lợi thế. Hồi tháng 4 năm 2021, được MC chương trình Problematic Child in House, đài KBS hỏi về những áp lực do trẻ hơn tuổi, Zanara cho biết, tôi thường xuyên bị stress vì bình luận ác ý, dù bản thân không bao giờ tự nhận mình trẻ đẹp. Bất cứ khi nào có bài báo khen tôi, bên dưới luôn có những bình luận mỉa mai như, ai nói cô ta trẻ vậy? Việc mọi người quá để ý và chăm chọc về ngoại hình khiến tôi khó chịu. Trong buổi phỏng vấn của tạp chí Star One của Hàn Quốc vào tháng 1 năm 2018, Zanara cho rằng ngoại hình cũng gây khó khăn cho công việc. Cô nói, tôi luôn nỗ lực hết sức cho vai diễn và thực sự muốn được công nhận, nhưng tất cả những gì mọi người quan tâm chỉ là trông tôi trẻ ra sao. Vẻ ngoài ngây thơ khiến các nhân vật của Zanara thường bị đóng khung trong hình mẫu ngọt ngào trong sáng. Còn cô yêu thích những vai diễn có tính cách mạnh mẽ như Hong Si-a trong Bất động sản trừ tà. Trong phim, cô thường xuất hiện với trang phục tối màu, kẻ mắt và đánh son đậm, khác hẳn với hình ảnh thường thấy ngoài đời. Zanara cho biết không đặt nặng việc giữ mãi nét thanh xuân. Trả lời phỏng vấn của drama Bin năm 2019, người đẹp nói, gia nhân lão hóa sớm hay muộn không phải vấn đề quan trọng, tôi đón nhận việc đang già đi một cách thoải mái. Nữ diễn viên cũng không quá khắt khe về chuyện ăn uống, cô ăn bất cứ thứ gì mình thích mà không lo ngại tăng cân, kể cả những món được xem là kẻ thù của vóc dáng và làn da như gà rán. Jung Song Hwa cũng nhận xét Zanara thích được ăn ngon, trên phim trường cứ 3 tiếng cô lại gọi đồ ăn nhẹ một lần. Để dưỡng da, cô không đầu tư vào các sản phẩm đắt tiền, thay vào đó chú trọng bước massage hàng ngày. Zanara dùng các khớp ngón tay để nhấn xoay vào các điểm tập trung mạch máu. Theo cô, điều này kích thích tuần hoàn bên dưới da, giúp các dưỡng chất mỹ phẩm phát huy tác dụng tốt hơn, đồng thời săn chắc cơ mặt. Zanara sinh năm 1981, gia nhập làng giải trí từ năm 2000 với tư cách ca sĩ công ty SM, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Cô ghi điểm qua nhiều tác phẩm như Cô gái thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Chuyện tình nàng hề. Những năm gần đây, cô duy trì sức hút qua các phim Phẩm giá của Hoàng hậu, Vị khách VIP, v.v.